Xin chào kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ tư 18 tháng 9 năm 2024. Sáng ngày hôm nay ngân hàng liên bang đã đưa ra một quyết định đó là cắt giảm lãi suất nửa điểm ở tại Mỹ. Đây là mức cắt giảm đầu tiên trong 4 hơn 4 năm qua và nó cho thấy là ngân hàng liên bang đã tập trung vào việc đẩy mạnh cái thị trường lao động mà trong những ngày qua có dấu hiệu chậm lại. Và Quyết định này xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Và như vậy là cái quyết định này có thể có ảnh hưởng đến nền kinh tế của người dân Mỹ trong lúc họ chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Và như vậy là đang ở mức 5.3%, vì lãi suất bây giờ xuống còn có 4.8%. Cái mức 5.3% là đứng liên tục trong 14 tháng qua để mà coi như làm giảm bớt cái tình trạng à, lạm phát. đã kéo dài có thể nói là cao nhất trong bốn thập niên qua. Và chúng ta còn nhớ vào giữa tháng giữa năm, 2000, năm 2002 lạm phát lên mức cao kỷ lục là 9.1%. Và như vậy là trong tháng 8 rồi đã xuống còn có 2.5%, đây là mức thấp nhất trong 3 năm qua. Như vậy là nó không có xa lắm với cái mức mà 2% mà ngân hàng liên bang muốn tức là thưa quý vị 2% là con số lý tưởng như vậy là giữa năm 2022 nó là 9.1 và đến tháng 8 vừa rồi là khoảng 2.5 đó là lý do vì sao mà ngân hàng liên bang bây giờ giảm lãi suất bởi vì nếu mà lạm phát tăng cao thì họ phải tăng lãi suất để cho người ta bớt mượn tiền hay là không mượn tiền nữa để giảm bớt cái sức nóng của nền kinh tế thì bây giờ lạm phát đã xuống còn 2.5% thôi cần tới mức lý tưởng 2% của liên bang thành ra là họ giảm lãi suất và giảm như vậy là nửa điểm và cũng trong cuộc họp ngày hôm nay các nhà làm chính sách kinh tế cho biết là họ dự trù là có thể là cắt thêm nửa điểm nữa vào hai cuộc họp vào cuối năm nay trong cuộc họp vào tháng 11 và tháng 12 và họ còn đang dự trù sau đó có thể là cắt thêm bốn lần nữa vào năm năm và 2056, đó đó là cái mức mà có thể là xuống zero chẳng hạn à, như trước đây đã từng có thì cái câu chuyện này thì ngày hôm nay chưa thấy ông donald trump phản ứng bởi vì ông trump ông đã phản đối cái chuyện là ngân hàng liên bang cắt giảm lãi suất trước bầu cử ông nói như thế là có lợi cho chính quyền của ông joe biden à, là chính quyền đảng dân chủ và trước đây thì ông trump đã không giấu ý định bảo là đừng có cắt giảm lãi suất phải để cho kinh tế mỹ banh càng ông muốn là banh càng càng sớm càng tốt banh càng trước khi mà ông đắc cử ông muốn cho nền kinh tế của mỹ là tiêu tan để không để khi mà ông lên làm tổng thống đó, vào năm tới năm hai nghìn thì lúc đó nó sẽ trở lại ngon lành đó là ý định của ông Trump, mà ao ước của ông Trump mà tôi gọi là điểm mỡ mùa Giáng sinh nhưng mùa Giáng sinh không bao giờ đến à, bởi vì ngày hôm nay thì rõ ràng ông ông uh, Jeremy Powell đã làm ngược với điều ông Trump muốn mà ông Jeremy Powell này đã từng bị ông Trump hâm rồi ông đã từng bảo ông nói là ông là kẻ thù còn tệ hơn cả Trung Quốc nữa ông Trump đã từng nói mà cái lúc mà ông Trump làm tổng thống đó, và mới đây Ông Trump không có ý định là nếu tôi đắc cử tổng thống trở lại, tôi muốn có tiếng nói trong cái chuyện mà nâng nâng hoặc giảm lãi suất đó. Thường thường lãi suất ở Mỹ là do cái ngân hàng liên bang nó quyết định mà cái người chủ tịch ngân hàng liên bang nó đóng vai trò quan trọng. Và nó là phi đảng phái, phi chính trị. Nhưng mà ông Trump giống cho rằng đó là quyết định chính trị và muốn xen vào. À, xin chắc là ông từng điểm mặt ông Jeremy Powell là anh là cái kẻ thù cái là còn nguy hiểm hơn cả Trung Quốc đó. À, thì ngày hôm nay là niềm mơ buổi Giáng sinh của ông Trump đã không bao giờ đến cũng liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ thưa quý vị ngày hôm nay FBI cho biết là trong thời gian qua tình báo của Iran đã đột nhập vào các cái tài khoản của bên ban vận động ông Trump và chuyển một số thông tin qua cho ông Joe Biden lúc mà ông Joe Biden chưa có rút lui và sau này có chuyển qua cả cho bên cả bà Kamala Harris nữa nhưng họ đã thất bại. Đó. À, bởi vì bên ông Biden và bên bà Kamala Harris nghi ngờ những cái này và khi họ nhận được những email này qua cái dạng spam đó là họ nghi họ bảo, lạ quá không nhận đó thì ngày hôm nay FBI cho biết là những thông tin này Iran ăn cắp của bên uh, ông Trump nhưng mà không có dấu hiệu nào cho thấy là những người mà được nhận email này phản hồi đó. nếu mà anh có phản hồi tức là anh có vấn đề đúng không tức là bên Iran theo FBI nói Iran họ trôm cái của ông Donald Trump xong họ mới gửi đầu tiên họ gửi cho bên, bên ông Biden hoặc là bà Kamala bảo ê tôi, tôi tôi có hàng hàng xịn Mày cũng muốn 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 muốn, muốn tôi, tôi, tôi tôi chia sẻ hoặc tôi bán hoặc tôi cho tôi có hàng xịn của Donald Trump à thì cả bên ông Biden và bên bà Kamala không phản hồi tức là nhìn cái email là chúng tôi làm lơ đó thì ngày hôm nay FBI điều tra và cho biết như vậy thì một lần nữa cho thấy rằng gần gần tới ngày bầu cử thì các nước bên ngoài đặc biệt là những nước mà có thủ địch với Mỹ chẳng hạn như là Nga Vậy rằng là họ có những hoạt động này bên uh, Nga thì làm sao hạ bên bà Kamala Harris Bên Iran thì làm sao hạ bên ông Donald Trump Họ à, Trung Quốc thì cho đến giờ phút này họ bảo là chúng tôi không xem vào cuộc bầu cử của Mỹ Và họ nói rõ luôn ông nào bà nào lên thì cũng chẳng có thay đổi gì cả Quý vị lúc nào thù địch với Trung Quốc chúng tôi cả Nhưng mà Trung Quốc nói về, không có nghĩa là như vậy Nhưng mà cho đến nay thì... Uh, chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Trung Quốc uh, hack vào hoặc là sen vào Những cái vấn đề kỹ thuật để mà ăn, ăn cắp thông tin này Như vậy là bên Iran theo FBI nói là đã ăn cắp được thông tin của ban vận động Trump Nhưng mà đem đi chào hàng thì không ai nhận cả Đó Cũng liên quan đến bầu cử luôn Thì thưa quý vị Ở Mỹ nó có nghiệp đoàn và nghiệp đoàn Teamster Là nghiệp đoàn nổi tiếng là những dân lao động à, nhân, Người dân nhân lao động Có khoảng 1.3 triệu thành viên à thì ở Mỹ đó ngoài cái nghiệp đoàn ô tô ra rồi nghiệp đoàn uh, lao động rồi nghiệp đoàn xe hỏa này cái Teamster này là một cái tôi gọi là International Brotherhood of Teamster cũng rất là quan trọng họ mà ủng hộ ai thì người đó có lợi thế thì trong những ngày qua thì bà Kamala Harris đã gặp lãnh đạo của cái nghiệp đoàn này nhưng mà ngày hôm nay thì họ quyết định họ đã họp và họ quyết định là không ủng hộ ai cả không ủng hộ ông Trump không ủng hộ bà Kamala Harris luôn mặc dù trong đó Thưa quý vị, thăm dò của nghiệp đoàn này cho thấy là 59.6% ủng hộ ông Trump, chỉ có 34% ủng hộ bà Kamala mà thôi. Đó. Nghiệp đoàn nghiệp đoàn lao động lớn nó bao gồm đa số là những người lái xe truck đó. và làm việc trong các ngay là những cái người mà phi công lái máy bay hay là những cái người mà làm ở sở thú đó, nói chung là nhân viên đó. thì 59.6% ủng hộ ông Trump và 34. 100 ủng hộ bà Kamala Harris. Cuối cùng một quyết định là chúng tôi không ủng hộ ai cả. Họ tránh cái này. Thì có vẻ như là lãnh đạo nghiệp đoàn này muốn ủng hộ bà Kamala Harris nhưng mà các nghiệp um, nghiệp đoàn viên họ không chịu thì cuối cùng một quyết định là thôi không ủng hộ ai hết. Đó là cái uh, như vậy là cả hai bên đều hài. Rồi cũng liên quan tới ông Donald Trump thì thú vị, ngày hôm qua ông có đi vận động ở tại Michigan. À. Ông có kể cái chuyện là sau khi cái ông mà gọi là Ryan Wesley Brown 58 tuổi bị bắt ở bên ngoài cái sân góp của West Palm Beach ông chủ nhật đó và ông này bị tình nghi là có ý định ám sát ông Trump à, chứ chưa có bị truy tố chuyện này à, tôi mở ngoặc tí xíu là hôm qua hôm kia tôi đưa tin tôi bảo là ông này nằm 12 tiếng đi lòng vòng 12 tiếng ngoài có khán giả phản ứng bảo đi lòng vòng 12 tiếng vậy mà ông bảo không ám không có ý định ám sát thì còn là không ám sát là gì nữa dạ thưa ở Mỹ này theo luật là không thể nói được Quý vị có thể nói là người đó làm cái gì đó Tại sao có đứng trước nhà tôi Thì đích ăn chậm cắp trộm Quý vị nói tha hồ Nhưng mà họ chưa ăn cắp ăn trộm Thì không thể nói ăn cắp ăn trộm được Ngay cả đến bây giờ ông, ông 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 Ryan Wesley Rao vẫn chưa bị truy tố tôi ám sát họ chỉ nói là tình nghi có ý định đây có ý định đây chỉ có ý định nhiều lắm tôi có nhiều ý định nữa <laughs> quý ai có ý định nữa ông chỉ bị truy tố tội sử dụng súng thôi nhưng mà trở lại vấn đề thì những người fan cứng của ông Trump bảo là thằng cha này mà ở 12 tiếng hồ gần đó là chỉ có âm mưu ám sát ông Trump thôi. Thì ngày hôm qua ông Trump mới kể là sau đó đó, vào ngày Chủ nhật ông nhận được cú điện thoại của ông Biden. mà trời ơi, tôi không ngờ là ông quá tử tế. À, quá tử tế với tôi. À, ngày hôm qua tới ngày Chủ nhật, đó, ông nói ngày này em thứ hai. Và ở một cách nào đó, mức nào đó, ông Trump biết mà tôi mong là ông đừng gọi tôi. <laughs> bởi vì tôi thấy ông khá tử tế đó tức là gì ông không nghĩ là biden gọi ông bảo thà đừng gọi gọi đâm nó kẹt tôi bởi vì khi ông gọi tôi ông nói chuyện rất tử tế rồi cũng trong ngày thứ hai luôn ông cũng nói luôn bà kamala Harris gọi ông à ông cũng bảo luôn rồi không nhận không nhận bà tử tế thiệt đó Đấy không giống như ông, bà kamala hôm nay hôm nay tức là ngày hôm qua là thứ hai đó bà không thể nào tử tế hơn được nữa nhưng sự kiện là chúng ta phải có người tôn trọng đối thủ à ý ông nói như vậy ông bảo cả hai cú điện thoại của ông biden và bà harris đều từ tế nhất là với bà harris thì khi ông nói vậy thì đám đông dưới la là oh, no 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 nghe harris là phản đứng phản đối liền đâu ông bảo no 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 no, no. it was very nice it was very nice ông nói ô oh, cái cái cú điện thoại của bà là xịn lắm nó xịn sò lắm rất là từ tế đó thì đại khái là như vậy rồi ngày hôm nay ông Trump không có nhận được cái tin không vui. Hôm trước cũng là nhớ có hơn 200 giới chức làm việc do ông McCain, làm việc cho ông, um, ông, 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 ông 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 thống đốc ông 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 Mitt Romney hoặc là bút con tuyên bố ủng hộ bà Kamala ngày hôm nay thêm 111 người nữa, 111 cựu, dân cử và giới chức đảng Cộng hòa. Những người này đã từng làm cho ông Tổng thống Ronald Reagan, Tổng thống Bush cha và Tổng thống Bush con ngày hôm nay tuyên bố là họ ủng hộ bà Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Trong một lá thư gửi ra bà họ nói rằng là ông Trump không xứng đáng làm Tổng thống một lần nữa. Ờ, cái lá thư này họ có đăng ở trên mạng, xin mời các thể cho coi laptop của tôi đây. Đây, viết nè. Republican former National Security Leader Statement on Support Vice President Harris. Đó. đây chúng tôi là những người làm việc trong lĩnh vực uh, ngoại giao và uh, an, ninh, an ninh quốc gia và từng phục vụ dưới thời ông Reagan, ông Bush con, Bush cha. Và một số người từng làm việc dưới thời ông ông Trump nữa và là một số thành viên của Quốc hội. Chúng tôi cũng từng làm việc trong tòa Bạch ốc, trong bộ uh, quốc phòng, tài chính ngoại giao, tư pháp, nội an, thương mại, vân vân. À, chúng tôi tin rằng tổng thống của Hoa Kỳ phải là một người tôn trọng à, nguyên tắc, phải nghiêm túc và là một lãnh đạo đàng hoàng để có thể đưa và bảo vệ đưa nước Mỹ đi lên và bảo vệ nước Mỹ. Đó, đại khái như thế. Thì à, ngày hôm nay coi như họ tuyên bố là họ ủng hộ bà Kamala Harris, bà họ cho rằng là ông Trump không xứng đáng làm tổng thống thì ta biết rồi, không cần nói dài dòng trong đây họ nhắc đến cái chuyện đặc biệt là ông Trump đã vi phạm lời thề khi mà tuyên thệ tổng thống sau khi ông bị tố cáo là kích động bạo lực sử dụng người ta tấn công vào tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng giêng 2021 à, cũng liên quan tới ông Trump ông Trump nhiều quá đi à, quý biết ông Trump ngày 10 tháng 9 vừa rồi trong cuộc tranh luận với bà Kamala Harris ở trên đài truyền hình ABC ở thành phố Philadelphia tiểu bang Pennsylvania ông bịa ra câu chuyện là dân hay đi ăn thịt chó mèo Nào, không à, bịa ra câu chuyện đó trời đất ơi bây giờ là nó trở thành cái mim cái mim đó là chọc quê ông cái mim có nghĩa là gì là người ta nhại ông nhại đủ thứ chuyện đó đó à, nhại quá trời nhại luôn đến độ người ta làm nhạc luôn, quý có cả nhạc luôn cái câu nói là ô dân hay đi ăn thịt chó ăn thịt mèo vân vân và vân vân nó nhại đủ thứ đó ờ bây giờ là người ta làm nhiều cái video hay lắm à để tôi cho quý vị nghe một cái uh, băng video một cái đoạn video à, mà người ta tập quê cho cái vụ mà ăn chó ăn mèo này rồi bây giờ người ta làm cả những cái video mà nó có cả những cái uh, gọi là gì ờ, có hình nghĩa là người ta bỏ con chó con mèo lên trên uh, trên cái nồi ta rắc tiêu vô rắc muối vô xong rồi để cái miệng cái đầu con chó con mèo ra ăn lên cho quê hôm nay uh, vui lắm uh, đại khai và coi anh chàng làm nhạc này anh làm nghĩa là nó 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 vần 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 thơ vần điệu lắm à, quý nghe sau đây cho bạn cho nghe cái âm thanh rồi nha siêu nghe rất là du dương luôn nói người ta ăn chó ăn mèo nói dân hay đi ở thành phố Springfield tiểu bang Ohio thì cũng đã biết rồi sau vụ này cả các thành phố này bị chú ý và họ bị tổng cộng là 36 vụ đe dọa đánh bom mà trước có tường thuật các vị rồi học sinh phải qua học khu khác học thì phải đi và ngày thứ hai vừa rồi đích thân ông thống đốc của Mai the quay một người đảng cộng hòa phải xuống chấn an công dân thành phố này và cả ông thị trưởng Rob uh, Rowe cũng đã phản đối chuyện này bảo là những người mà cầm microphone mà ở đẳng cấp quốc gia không nên đưa cái tin này nó gây hại cho thành phố chúng tôi chưa tôi quậy cho banh cái thành phố sinh này luôn tôi giám cự hả vì sao tôi nói là quậy thưa quý vị ngày hôm qua ông jd ben ứng viên phó tổng thống của ông trump cho biết là ông trump à, có thể sẽ đến thành phố này trong những ngày tới chết trà trời ơi ông đã quậy banh rồi bây giờ ông xuống muốn quậy cho nát luôn như tương luôn và ông rob ru à, thị trưởng thành phố ngày hôm nay đã nói như thế này Ông mà xuống đây đó thì thưa nó sẽ làm tiêu tan chúng tôi bởi chúng tôi sẽ không đủ phương tiện tài chính và nguồn lực để mà bảo vệ ông nếu ông xuống đây bởi vì chắc chắn nó sẽ gây ra bạo động các các nhóm cánh hữu họ sẽ về đây họ ủng hộ ông những cái nhóm mà phản đối ông họ sẽ về đây họ phản đối ông và nó sẽ gây ra bất trật tự chúng tôi sẽ phải điều cảnh sát điều tất cả nhân viên thành phố nó sẽ hỗn loạn vô cùng ông Rob Ru cũng nói như thế ông không có nói là tôi là ông làm ơn đừng xuống nhưng mà ông nói với đài truyền hình ABC đó là thôi ông mà xuống đây thì tụi tôi tiêu luôn tôi làm ơn đừng có xuống thành phố này có tám mươi mấy ngàn dân không đông lắm nhỏ thành phố Westminster đây nhưng mà nếu mà ngày mà xuống thì coi như là vấn đề an ninh vấn đề các thứ nó sẽ hỗn loạn vô cùng thì giờ có người ta bảo là đã quậy lỡ quậy quậy cho bánh cho nát như thương luôn đã. tại vì tôi nói là cái ăn thịt chó thịt mèo quý bảo là không có bị bệnh gì hết chân đã. Thì chưa biết ông có xuống hay không, nhưng mà Ông coi như được thông báo là sẽ xuống trong những ngày tới đây, đó, đó là tình trạng Thành phố Springfield, Ohio bây giờ sợ ghê lắm, không biết như thế nào Quay sang Việt Nam thưa quý vị, sáng ngày hôm nay hãng thông tin Reuters cho biết là một số nguồn tin tiết lộ với họ là ông Tô Lâm Sẽ gặp đại diện của hai cái hãng kỹ thuật lớn của nước Mỹ nếu không nói là của thế giới đó là Google và Meta, Meta làm chủ Facebook Trong chuyến đi Mỹ vào thứ bảy này, theo dự trù ngày 21 tháng 9 này thứ bảy ông Trump ông Tô Lâm sẽ lên đường đi Mỹ. và sẽ gặp đại diện của hai hãng Google và Meta. À. Và hôm trước tôi có đưa tin quý vị là ngày 23 ông sẽ có cuộc hội thoại, tọa đàm tại Đại học Columbia buổi sáng và buổi chiều thì có một cuộc nói chuyện với các doanh nhân trong cái uh, tổ chức US Asian Business Council. Thì hãng thông tin Reuters có hỏi cái danh sách những công ty nào tham dự thì ông Ted Oswald là cái chủ tịch của cái uh, sáng lập của cái uh, USI Business Council họ không tiết lộ. Đó. Thì bây giờ nó bản tin cho biết là ông Tô Lâm sẽ gặp đại diện Google và Facebook. Có thể là gặp riêng, đó. gặp riêng hai người nha. Rồi sau đó mới họp vào ngày 23. Như vậy ngày 22 hôm, hôm trước tôi đưa tin quý vị là ngày 22 ông Tô Lâm nhiều phần sẽ không giữ cái Summit to the Future mà ông sẽ gửi cái đoạn băng video 3 phút mà hôm trước tôi có đưa quý coi là ông thâu vào ngày 30 tháng 8 thì có lẽ là ngày hôm nay ở New York ông sẽ gặp uh, mặc dù bản tin này không nói gặp ở đâu mà tôi đoán chắc là phải gặp ở New York chứ chắc lẽ ông qua bên California thì nó xa quá đó. có lẽ gặp đại diện hai cái công ty này vào ngày hôm hai và ngày hôm ba thì có hai sự kiện và ngày 24 bốn thì đọc diễn văn vào buổi chiều đó tại đại hội đồng liên Hợp quốc sau đó thì đi Cuba đó có thể gặp ông Biden hay không chúng ta chưa biết nhưng mà có thể là gặp trong ngày hôm hai luôn à, nhưng mà có tính sau thì trở lại các bản tin này thì cho thấy là vị hiện nay Việt Nam có 100 triệu dân thì trong 100 triệu dân rất nhiều người sử dụng Facebook là Việt Nam lại là một trong quốc gia sử dụng Facebook với tỷ lệ nhiều nhất trên thế giới thành ra Facebook là đang cũng có muốn có nói chuyện phải trái với Việt Nam qua ông Tô Lâm còn về Google đó thì bây giờ là họ có đặt một số cái uh, dịch vụ ở tại Việt Nam và trong tương lai họ đang định mở một cái trung tâm uh, lưu trữ dữ liệu lớn, cực lớn ở tại Việt Nam. Mà hôm trước tôi cũng có đưa tin rồi thành ra Google với Meta gặp ông uh, Tô Lâm là chúng ta không ngạc nhiên. Còn về cái ASEAN-US ASEAN Business uh, uh, ASEAN Council đó thì cho đến nay thì họ đã tổ chức hai đợt doanh nghiệp của Mỹ đi sang Việt Nam trong 18 tháng qua thì trong đó có nhiều tập đoàn lớn tham dự. Ví dụ như là công ty năng lượng AES này, hãng Boeing này, Mastercard này và Amazon này. đó có cả Amazon Web Service nữa, đó là vì các công ty lớn họ đầu tư họ nhà vào Việt Nam. Về đối với các công ty Mỹ đó thì Việt Nam là một trung tâm sản xuất cũng đồng thời cũng là một thị trường tiêu thụ luôn. Ta vừa sản xuất mà vừa tiêu thụ nữa. À, Việt Nam có tiền tiêu thụ và tôi sử dụng Facebook rất nhiều. Đó. Rồi riêng Apple quý vị nên nhớ là họ cũng đang có nhiều cái sản phẩm tại Việt Nam có nhà máy lắp ráp chip uh, ở những nơi uh, đồi ở miền Bắc và họ đang có những cuộc đàm phán với Hà Nội để bán những cái thiết bị an ninh nữa và ngày hôm qua tôi đưa tin quý vị là họ đang tìm cách là uh, gắn dây cáp biển cho về viễn thông cho Việt Nam họ nói là uh, cái của hàng của Trung Quốc là hàng đều uh, có thể là bị tình báo trong đó vân 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 thì uh, cho đến nay trong nước Việt Nam thì chưa cơ quan truyền thông nào thông báo trên đi cùng Tô Lâm cả hả chưa có họ có lẽ là đợi phút chót nhưng mà ngày hôm nay thì ở trong nước là ngày 18 bắt đầu khai mạc hội nghị trung ương khóa 10 bàn về nhân sự cấp cao thì có thể là họ sẽ tuyên bố là đề cử ông lương cường bây giờ là thường trực ban bí thư lên làm chủ tịch nước thay thế ông tô lâm đợi ông tô lâm đi về vào tháng 10 thì sau đó quốc hội sẽ họp khóa 8 và coi như miễn nhiệm chức vụ của ông rồi sau đó thì ông cho ông trước khi mà ông ông tô lâm mà bị miễn nhiệm mà có thể ông sẽ đi pháp uh, và hai quốc gia nữa ở tại châu âu vào đầu tháng 10 các ông đi về nó bị miễn nhiệm bởi vì ông đi trong vai trò chủ tịch nước và sau đó thì rất khó đi nữa bởi vì thường thường tổng bí thư đó là ít có đi đâu lắm chỉ đi các nước cộng sản anh em và nước anh em chẳng hạn như uh, trung quốc lào Cambodia và cuba thôi hay bắc hàn thôi chứ ít đi biết khác mấy nước khác đi là trong vai trò chủ tịch nước mà ông sẽ không còn chủ tịch nước thì nó rất khó đi đó thì đó là cái chuyện mà đang xảy ra tại việt nam và hôm trước tôi có nói với quý vị rồi là họ muốn coi như cưa bớt nửa ghế của ông tô lâm trước khi đi bởi vì thường thường đó chúng ta để ý thế này này là hội nghị trung ương xong là một hai ngày sau có thể là ngày hôm sau là họp quốc hội luôn miễn nhiệm luôn bởi vì đại đa số ủy viên trung ương cũng là đại biểu quốc hội thì tại sao mà 64 bí thư tỉnh thành các nơi về Hà Nội họp Rồi lại bây giờ lại đi về Rồi đến 21 tháng 10 mới trở ra Họp quốc hội Đó nó hơi 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 trái khuấy nó Mất giờ mất tiện đó. Không hiểu sao khi họ làm như thế Mà ông Quang ông Lâm cũng thông báo luôn là kỳ này họp Hội nghị trung ương rất ngắn Có hai ngày mà làm việc cả ngoài giờ hành chính luôn nha Trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính luôn là không nghỉ ngơi Đó tức là ngoài cái chuyện mà miễn nhiệm chức chủ tịch nước của tô lâm Còn bàn chuyện nhân sự cho đại hội 14 nữa, đó rất là nhiều chuyện, à. thì nhưng mà có một cái chuyện lạ là trước khi mà ông đô lâm lên đường đi Mỹ thì có một cái động thái bên phía Mỹ đặc biệt bên phía ông trump rất lạ đó là tập đoàn trump organization cách đây hai ngày tức là ngày thứ uh, hai ngày 16 tháng 10 đã có đại diện đến tỉnh Hưng Yên, quê hương nhãn lòng của ông Tô Lâm. À, bàn chuyện đầu tư trong lĩnh vực khách sạn và sân góp. À, thông tin này được tập đoàn Trump Organization thông báo cho biết. Và cuộc làm việc này dựa trên đề xuất của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Hưng Yên, gọi là Hưng Yên Rút. À, theo giới thiệu trên trang web, đây là nhà phát triển các cụm công nghiệp đô thị được thành lập từ tháng 2 2021 do các cổ đông chiến lược trong đó có tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch và ông Đặng Thành Tâm cũng giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Hưng Yên rút luôn. À, ông Đặng Thành Tâm này xin cho laptop đây. Đây, ông Đặng Thành Tâm là người này đây. À, đây, áo đỏ đây. Ông Đặng Thành Tâm này là em ruột của bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo ở Long An đang sống tại Mỹ. Đây bên này là ông Trần Quốc Văn, là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đây là đại diện của Trump Organization quý thấy không? Đó. Đây họ đề bảng này. Chào mừng đoàn đại biểu tập đoàn Trump Organization Hoa Kỳ thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Thấy chưa? À. Thì thưa quý vị, ông Trump không biết thắng cử không mà chưa gì đã đầu tư, đầu tư đúng chỗ đấy. Đầu tư của Hưng Nhãn lòng là đúng luôn. À của ông, ông, ông Trump, à, của ông Phạm Lâm. À đây là một cái bước đi chiến lược. Tính toán mà quý đừng quên là cái hôm mà ông Trump bị ám sát hồi, hồi tháng 7, 13 tháng 7 đó phía Việt Nam cũng gửi điện qua hỏi thăm ông ông Trump luôn Việt Nam nó coi như đầu tư hai kèo phải không? vừa kèo Kamala Harris mà vừa kèo uh, Donald Trump luôn à, mà tại sao Nguyên không là đầu tư mấy tỉnh khác bởi vì bên ông Trump chắc cũng ngửi được cái mùi này phải không? nếu mà lên làm tổng thống thì đầu tư Hưng là đúng chỗ đầu tư với tỉnh khác làm sao mà được đừng quên là hồi tháng 6 vừa rồi đó, tập đoàn Vingroup đó, cũng mở cái phố tàu ở tại cái là Vinhome Ocean Park Tu ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên ngày tháng 6 lúc đó là lúc đấy ông Đô Lâm đã là chủ tịch nước rồi nhưng mà họ chắc cũng gửi được ông Sơn tổng bí thư là chúng tôi mở khu phố tàu đó à, gọi là phố Hồng Kông hôm trước tôi có trình bày phim một lần thấy không mà cái huyện Văn Giang là nó giáp với Hà Nội cao à, tốc Hà Nội đi từ Hà Nội xuống gần gọi là Vinhome Ocean Park Tu ở đó có cả những cái hồ nhân tạo giống như, như bờ biển bãi cát luôn đó tức là vingroup đầu tư ở hưng yên trước rồi đúng không mở phố tàu đó bây giờ tới trâm bắc này dây sản là đang tính là mở khách sạn và sân góp ở hưng yên quê hương Nhãn lòng à, của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm trước ngày ông lên đường đi mỹ à, thì liệu trong thời gian new york có thể nào mà có thể nào ông tô lâm gặp đại diện tập đoàn trâm là gặp trâm ông mình không biết à, hay hay lý thú lý thú tôi sẽ giỏi này kỹ cho quý vị biết. Nói chung là bên ông Trump cũng đã ngửi được rồi. Được không? Đầu tư và đầu tư vào cái vùng trồng nhãn lồng. À, trồng thứ khác khó lắm nè, đại khái đây đấy rõ ràng thì Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vào những ngày sau.